Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ khi phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có một câu hỏi mà chắc chắn nhiều bạn yêu thích khủng long cũng đã từng nghĩ tới nhưng không biết tìm câu trả lời ở đâu. Đó chính là làm thế nào để được lấy tên bạn để đặt cho một loài khủng long mới. Hoặc là các bạn nghĩ rằng chỉ cần tìm thấy một loài khủng long mới là sẽ được lấy tên mình đặt cho con khủng long đó, đúng không nào? Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Vẫn còn thêm nhiều cách khác để tên của bạn được lưu danh sử sách cùng một loài khủng long. Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu xem nó như là những cách gì nha. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước tiên xin được giải thích rằng việc lấy tên của bạn đặt cho một loài khủng long mới có nghĩa là gì? Thông thường tên khoa học của khủng long hay bất kỳ sinh vật nào được gọi là danh pháp hai phần, thể hiện tên chi và tên loài của sinh vật đó. Trong trường hợp xuyên đến phân loài, tức cấp độ dưới cả loài nữa thì sẽ có danh pháp 3 phần. Nhưng khủng long đã tuyệt chủng thì khó được phân loại đến mức này nên chỉ dừng lại ở danh pháp 2 phần mà thôi. Được lấy tên mình đặt cho khủng long đồng nghĩa với việc tên của bạn có thể xuất hiện ở tên chi hoặc tên loài khủng long. Thường thì tên chi sẽ được nhớ đến nhiều hơn chứ không nhiều người để ý đến tên loài. Chẳng hạn như chúng ta đều biết khủng long Triceratops, chỉ ít ai biết Triceratops có tới 2 loài gồm Triceratops crossus và Triceratops horridus. Nhưng dù là tên chi hay tên loài thì cũng đồng nghĩa với việc tên của bạn sẽ sống mãi cùng với loài khủng long đó, trừ khi sau này người ta có bất kỳ điều chỉnh nào đối với việc phân loại, chẳng hạn như gộp danh pháp hay vô hiệu hóa danh pháp đó chẳng hạn. Và sau đây là cụ thể từng cách để bạn trở thành một người được lấy tên mình đặt cho khủng long. Cách thứ nhất, đơn giản nhất và cũng trực tiếp nhất, đó là tự mình tìm thấy một con khủng long mới. Vâng, cách này thì chắc ai cũng đoán ra được. Nếu bạn là người trực tiếp tìm ra hóa thạch khủng long dẫn đến việc xác định một loài mới mà khoa học chưa từng biết đến, hay chỉ cần góp công lớn trong việc tìm kiếm cũng được, nhiều khả năng bạn sẽ được đặt tên cho chính loài khủng long mới đó, dù không phải 100% trường hợp đều xảy ra theo cách này. Một trong những trường hợp điển hình và nổi tiếng nhất của việc tìm thấy khủng long và được lấy tên mình đặt cho loài khủng long đó để vinh danh chính là của bác thợ săn hóa thạch người Argentina vừa qua đời cách đây chưa lâu, Ruben Carolini. Vào năm 1993 thì bác Ruben đã tìm thấy xương cẳng chân của một con khủng long ăn thịt khổng lồ tại vùng đất hoang ở Villa El Chocón, tỉnh Neuquén, Argentina. Đó chính là hóa thạch đầu tiên của chi khủng long mà chúng ta gọi là Giganotosaurus, cũng có thể đọc là Giganotosaurus. Sau khi tiến hành khai quật bộ xương còn lại với độ hoàn chỉnh lên đến 70%, tiếp đến là hoàn thành việc nghiên cứu và mô tả, các nhà khoa học xác định đây là một loài mới hoàn toàn, hơn nữa lại là một trong những con khủng long ăn thịt lớn nhất lịch sử. Bác Ruben Carolini được các nhà khoa học đề nghị lấy tên bác đặt cho loài khủng long này và do đó chúng ta có danh pháp Giganotosaurus Carolini. Thông thường thì khi lấy tên người đặt cho loài khủng long, nếu ở tên loài thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu là một cá nhân thì khi đó người ta sẽ thêm một chữ Y vào đằng sau. Còn chẳng hạn như trong trường hợp đó là một nhóm người cùng một gia đình thì họ sẽ thêm Aurum vào họ của gia đình đó như Maiasaura Peoplesaurum, dùng để vinh danh những thành viên của gia đình Peoples đã góp công tìm thấy loài khủng long này. Cách thứ hai, trở thành một nhà nghiên cứu khủng long. Hóa thạch khủng long không nhiều đến nỗi ra đường là có thể gặp một cái, thế nên xác suất để bạn tìm thấy hóa thạch của một loài khủng long hoàn toàn mới cũng khá thấp. Để chắc ăn hơn, nếu muốn được lấy tên mình đặt cho khủng long thì bạn có thể cân nhắc trở thành một nhà cổ sinh vật học chuyên nghiên cứu về khủng long. Trên thực tế, tôi cho rằng đây là cách chắc ăn nhất để tên của bạn lưu danh sử sách cùng một loài khủng long. Đã có rất nhiều nhà cổ sinh vật học được gắn tên mình vào danh pháp của những loài khủng long mới nhờ cách này. Một trong những nhà cổ sinh vật học lừng danh được lấy tên để đặt cho nhiều loài khủng long đó chính là Jack Horner, người mà kênh từng đề cập với dự án Chicanosaurus. Tên của ông được gắn với 3 loài khủng long gồm Ankylosaurus horneri, Anasazisaurus horneri và Dasplitosaurus horneri. Ngoài ra thì bạn cũng không cần là nghiên cứu đơn thuần mà cũng có thể trở thành một chuyên gia xử lý hóa thạch, giống như trường hợp của Mark Mitchell, người được đặt tên cho loài khủng long có hóa thạch đẹp nhất thế giới, Borriello pelta McMitchelli. Cách thứ 3, tài trợ cho các dự án nghiên cứu hoặc bảo tàng khủng long. Nếu bạn không có khả năng đánh hơi hóa thạch khủng long, cũng như không thích làm công việc nghiên cứu, năng lực duy nhất mà bạn có là giàu giống như Batman thì bạn mới có thể được lấy tên để đặt cho khủng long, giống như trường hợp của nhà tài phiệt người Mỹ Andrew Carnegie, ông trùm ngành thép Hoa Kỳ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Ông chính là người đã tài trợ cho nhiều chuyến thám hiểm để tìm hóa thạch khủng long tại Mỹ và nhờ đó tên của ông đã được đặt cho một loài khủng long rất nổi tiếng là Diplodocus Carnegie. Ông cũng chính là người nhân bản bộ xương khủng long Dippy và đem tặng nó khắp thế giới, biến cái tên khủng long Dippy trở thành bộ xương khủng long nổi tiếng nhất trong lịch sử. Carnegie còn có nguyên một bảo tàng lịch sử tự nhiên mang tên mình, nơi trưng bày rất nhiều mẫu vật khủng long quý hiếm. Một trường hợp khác cũng rất hay đó chính là công chúa Thái Lan Sirinhorn. Bà là người tài trợ nhiều dự án nghiên cứu khủng long ở đất nước Thái Lan và do đó, tên của bà đã được gắn với khủng long ở cả cấp độ chi lẫn loài, đó là chi khủng long Sirinhorn và loài khủng long Fuyang Osaurus Sirinhorn này.
Vậy nên nếu bạn giàu và yêu thích khủng long thì còn chờ gì mà không tài trợ vài triệu đô cho các nhà cổ sinh vật học, biết đâu bạn sẽ lưu danh sử sách cùng khủng long thì sao? Cách thứ tư, trở thành một nhà văn hoặc họa sĩ sáng tác truyện về khủng long. Nếu các bạn không giàu nhưng có tài viết văn, vẽ truyện và yêu thích khủng long thì hãy cân nhắc tấm gương cha đẻ của tiểu thuyết gốc công viên Kijura, Michael Crichton. Năm 1990, Michael Crichton cho ra mắt cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Công viên Kijura, đề cập đến những con khủng long được tái sinh bằng công nghệ di truyền được rất nhiều độc giả yêu thích. Tác phẩm của ông sau đó được chuyển thể thành phim bởi đạo diễn tài danh Steven Spielberg và trở thành một trong những bom tấn phòng vé, đồng thời giành được rất nhiều giải Oscar, mở ra một kỷ nguyên mới cho các bộ phim về khủng long. Tuy không được đánh giá quá cao về tính chính xác khoa học, nhưng các tác phẩm xoay canh khủng long của Michael Crichton và các tác phẩm chuyển thể như truyện tranh, phim ảnh đã khiến cho khủng long ngày càng được công chúng quan tâm và yêu thích. Chính vì vậy, hoàn toàn xứng đáng khi tên của ông được gắn vào tên của không chỉ một mà những hai chi khủng long, đó là Crichtonsaurus và Crichtonpelter, hai chi giáp long có xuất xứ từ Trung Quốc. Cách thứ năm, đạo diễn hoặc tham gia diễn xuất một bộ phim khủng long. Nếu đã nói đến tác giả của tiểu thuyết gốc Công viên Kijura mà không nói đến đạo diễn Steven Spielberg cùng dàn diễn viên đã làm nên thành công của bộ phim chuyển thể thì hơi thiếu sót. Vào năm 1993, khi mô tả một loài khủng long mới phát hiện tại Trung Quốc, thì nhà cổ sinh vật học Đông Chí Minh đã nghĩ ngay đến bộ phim Công viên Kijura vừa công chiếu cùng năm. Vì quá ấn tượng với dàn diễn viên chính gồm Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Ariana Richards và Joseph Bacillo, ông đã quyết định lấy những chữ cái đầu trong tên của họ để ghép lại thành tên loài khủng long mới. Do đó, chúng ta có loài khủng long Tianchisaurus nedegua pfeferrima. Nghe có vẻ hơi chật chội nhưng cũng khá thú vị đúng không nào? Trong khi đó, đạo diễn Steven Spielberg hiện tại vẫn chưa được gắn tên với loài khủng long nào, nhưng cũng được đặt cho một số loài rực long như Coloborhynchus spielbergi, Anhanguera spielbergi và hiện tại, các mẫu vật của hai loài này lại được gộp thành một loài mới trong chim Maradactylus, cũng lấy tên của đạo diễn Steven Spielberg, đó là Maradactylus spielbergi. Cách thứ 6, trở thành một nhân vật lịch sử. Nhân vật lịch sử là những cá nhân có công trạng vĩ đại hay tác động to lớn đối với một quốc gia, dân tộc hay thậm chí là cả nhân loại trong quá trình lịch sử. Vì thế, việc vinh danh họ bằng cách này hay cách khác là chuyện rất bình thường và lấy tên họ để đặt cho khủng long cũng là một cách trong số đó. Đây là một việc khó và việc lấy tên nhân vật lịch sử đặt cho khủng long cũng không quá phổ biến nên cũng không ai dám chắc rằng liệu khi mình hóa vàng thì người ta có nhớ đến mà đặt tên cho khủng long hay không. Dù sao thì đây cũng là trường hợp thực tế đã xảy ra nên chúng tôi cũng tính là một cách. Nổi tiếng nhất trong số các nhân vật lịch sử được đặt tên cho khủng long có lẽ là thành cát từ Hãn Thiết Mộc Chân. Hán hiệu của ông đã được đặt cho một chi khủng long thuộc họ Bạo Long tại Mông Cổ vào năm 1995. Tuy nhiên, đáng tiếc là sau này nó lại được xác định là một danh pháp đồng nghĩa với Tarbosaurus. Còn tại Trung Quốc thì chúng ta có loài khủng long Thiên Du Long Confucius, với tên loài dùng để vinh danh Khổng Tử, người khai sinh Khổng giáo, hệ thống triết lý có ảnh hưởng mạnh mẽ tại các nước Đông Á. Cách thứ 7, trở thành một người nổi tiếng. Nếu chưa đủ tâm để trở thành một nhân vật lịch sử như Thành Cát Tư Hãn hay Khổng Tử, bạn vẫn có thể được lấy tên để đặt cho khủng long nếu trở thành một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực nào đó, đặc biệt là khi fan hâm mộ của các bạn là những nhà cổ sinh vật học, chẳng hạn như diễn viên kỳ cựu Clint Eastwood. Vào năm 2017, thì các nhà cổ sinh vật học tại châu Âu đã đặt tên cho một loài khủng long sauropod khổng lồ mới, dài đến 27m theo tên của ông, đó là Europatitan Eastwoodi. Đó là bởi ngày xưa Eastwood từng tham gia bộ phim The Good, The Bad and The Ugly, và một phần bộ phim này được quay tại một địa phương tại Tây Ban Nha, nơi hóa thạch của Europatitan Eastwoodi được tìm thấy. Hay trước đó vào năm 2001, một loài khủng long đã được đặt theo tên ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Mark Knopfler, đó là Masiakasaurus Knopfleri. Trong nghiên cứu thì các nhà cổ sinh vật học đã nêu lý do cho quyết định này, đó là bởi âm nhạc của Mark Knopfler đã truyền cảm hứng rất lớn cho đội ngũ thám hiểm tìm ra hóa thạch. Cuối cùng, cách thứ 8, trở thành người thân của nhà cổ sinh vật học nghiên cứu về khủng long. Cách này chắc sẽ dành cho những ai ít dính dáng đến ngành cổ sinh vật học hay khủng long nhất. Chỉ cần bạn nắm vững nghệ thuật đầu thai để trở thành người thân của những ai nghiên cứu về khủng long là được. Vào năm 1989 thì hai vợ chồng Tom Rich và Patricia Vickers-Rick đều làm trong ngành cổ sinh đã quyết định đặt tên cho chi khủng long mà họ mới hoàn thành mô tả là Lialinosaura, theo tên của con gái họ là Lialin Rich. Nếu cô con gái Lialin Rich mà yêu thích khủng long nữa thì coi như hết nước chấm. Vừa rồi là 8 cách để tên của bạn có thể trở nên đặc biệt khi được gắn với một loài khủng long. Dù đây không phải là một việc dễ nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có một cái tên Việt Nam được gắn với khủng long bất kể một cách nào đi chăng nữa. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và nhớ theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.